Trước mặt các bác đây là cái dây sâm đảng ấy các bác. Cái dây này rất là to luôn. Đây, cái gốc này rất là to luôn đây nha các bác. Đây. Nó leo lên trên cây này. Đây, đầy hết. Em vừa nhìn thấy nên vội quay lại cho các bác cùng xem luôn. Đây chè cái gốc của nó này. Em sẽ đào nó nhé các bác nhé, xem nó có cái củ to không. Sẽ đào thử xem nào các bác nhé. Các bác ơi, bây giờ em vừa khoét khoét cái này, thấy củ nó cũng khá là to đấy. Bây giờ em sẽ đào nó nha các bác nhé. Cây này là cây to nhất em từng gặp luôn, em đi rừng từng gặp luôn các bác ạ. Chưa bao giờ em gặp cây to như này. Hôm nay gặp lần đầu tiên đấy các bác ạ.
nhiệm vụ của nó này. Tò lòng quá. Các bạn nhìn củ nó rất là to không các bạn? Củ này chắc phải tầm mấy năm rồi đấy. Đây đây, nó xuống dưới này. Ui, con kiến đốt ghê quá các bạn. Đau đấy người. Đấy, cái củ nó còn đi xuống dưới nữa. Cái đấy đấy, chia củ nó trắng trắng này, chia cái củ của nó nhé các bạn nhé. Ôi cây này. Đây này, cái dây nó có hai dây này, bằng đầu đúa, to bằng đầu đúa đấy, hơn cây đúa đấy các bác ạ. Hai ngọn luôn. Các bác nhìn này, nó ôi hoa của nó này các bác này. Hoa của nó này. Hoa này. Đây chính là hoa của nó nha các bác nhá. Đây, các bác nhìn này. Ôi giời ơi. Nhìn tán của nó này. Ui. Các bác nhìn lá của nó này to chưa? Đây, lá nó này to chưa các bạn? Em thấy cây này có hoa đấy, có hoa sau này nó sẽ có hạt. Bây giờ mình đào đi ấy, mình đào lấy chỉ mỗi được cái củ này thôi đúng không? Bây giờ sang năm nó sẽ không có hạt để nó mọc lên cái mầm mới nữa các bác ạ. Bây giờ em nghĩ là em sẽ đắp đất lại, em không chưa đào lấy củ nữa, để tầm sang năm cái những cái hoa này nó nở hết đi, có hạt hết đi đấy, như ở trên kia kìa, cái hoa kìa các bạn nhìn thấy không, màu trắng trắng kìa đấy, đầu ngón tay em chỉ đấy đấy, những cái chỗ đấy thì sau này nó có hạt hết đi, sau này em mới lấy cái củ nó. Bây giờ em lấy được cái củ nhưng mà sau này nó sẽ mất giống đi các bác ạ. Em vừa nhìn thấy hoa nó em nghĩ như thế các bác. Bây giờ em sẽ đắp đất lại nha các bác. Đây, hoa nó đây. Ui, cây này tán nó rất là nhiều luôn các bác ạ. Đây, chính là nó nha các bác nhé. Khá là thơm đấy các bác ạ. Đây, em ngày trước em đi em toàn thấy mấy cây bé bé thôi, chưa bao giờ thấy cây to như này. Và chưa bao giờ thấy cây nào có hoa trừ cây này nha các bác nhé. Ui, cực kỳ luôn, cây này to cực kỳ luôn. Phê, phải nói là phê các bác ạ. Bây giờ sẽ đắp đất lại, không lấy. Để khi nào nó có hạt thì nhân giống nó ra, nó rơi ra đi. Sau đó mình mới bắt đầu đào lấy củ các bác ạ. Nếu mà bây giờ em lấy thì cũng được thôi, nhưng mà mình chỉ được một cái củ này, sau này nó sẽ mất giống cái cây này đi. Thì là sau này mình muốn đi tìm cũng không có luôn các bạn. Đấy, em đã đắp đất xong rồi. Đấy, em không để ý nhìn hoa của nó. Em đang đào em lại nghĩ đến xem là có hoa không. Em mới nhìn lại thấy nó có hoa thì là em quyết định sẽ để lại đến cuối năm nó nở hết hoa đi, nó có hạt hết đi, thì lúc đấy em mới bắt đầu đào lấy củ của nó về ngâm rượu nha các bác. Cây này có khá là nhiều công dụng đấy các bác ạ. Sâm này, sâm đảng. Các bác cứ lên Google mà search đấy, sâm đảng. Các bác sẽ thấy cái
có những bài viết ý, viết về những công dụng của nó. Bắc Tân Hoa Phút cũng có kinh doanh cái loại sâm đảng đấy các bác ạ. Các bác có thể tham khảo nhé. Ui, chưa bao giờ thấy nó cao to như này. Đấy, lên tít trên kia mà. Tít trên kia mà. Ngọn nó lên tít trên kia mà các bác. Rồi, video của em xin kết thúc ở đây nha các bác nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhá. Rồi, xin chào tất cả các bác nhá.